Ok, thì hôm nay xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Và mình đây, VDK. Thì ở những video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để có thể tải được cái phiên bản TCG Gaming của Trung Quốc và cũng như là tải cái PUBG Mobile phiên bản của Trung Quốc. Thì ở cái video này mình sẽ làm cái PUBG Mobile của phiên bản Hàn Quốc. Hiện tại thì mình đã chưa cài game. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cài game như thế nào. Thì phiên bản Trung Quốc nó có điều đặc biệt, nó là các bạn có thể add APK vào cái dấu cộng thư mục này. Đó, các bạn có thể theo dõi lại cách tải và cách làm như nào những video trước mình để trên kênh nhá. Thì đầu tiên muốn tải cái PUBG Mobile phiên bản Trung Quốc thì các bạn cần phải tải cái file APK của cái ứng dụng TapTap như thế này. Đấy, ấn vào tải về phần các bạn muốn, mình sẽ xếp ở đây. Sau đó mình sẽ ấn vào add file thư mục tại đây. Đó, kích đúp 2 lần để cho nó chạy nha. Đây, nó đang cài rồi. Ok, được rồi nha. Sau khi mà tải vào xong thì các bạn hãy nhìn lên cái này này. Đó, cái phần tap tap này, biểu tượng chúng ta click vào. Hiện tại nó đang để tiếng Trung Quốc nha. Nếu mà cài vào như về như thế này nó sẽ là tiếng Trung Quốc, thì các bạn có thể vào phần biểu tượng ở đây. Biểu tượng cái hình hình ra, mình đoán thế. Tiếp theo là phần răng cưa, nghĩa là phần cài đặt dòng đầu tiên. Dòng thứ 1 2 3 4 4 đi. Đây, đó. Các bạn nhìn chữ English các bạn đổi sang, rồi nó sẽ được khởi động lại. Đây. Như chúng ta có thể thấy PUBG Mobile KR nha, KR nghĩa là Korea, đánh giá rất nhiều và đang đứng top ấy luôn. Rồi, ở đây có chữ download, chúng ta ấn download. Nếu mà nó bị crash, đây, ấn vào đây, ranking nha. Nếu mà chúng ta muốn tránh phần bị crash ấy, chúng ta ấn vào ranking. Ranking ở đây nó hiện lên chưa, cái PUBG Mobile của Hàn Quốc ở đứng đầu, thì chúng ta ấn cài lại, cài đặt nha. Chúng ta có thể xem chi tiết tại đây nó tải như thế nào. Lùi lại này, đó, cứ ấn vào là nó bị crash. Không biết máy mình điểm sao mà. Nhưng mà ở đây nó có cái biện pháp như vậy là chúng ta cứ ấn phần ranking để tải về nhé. Rồi, ấn vào mục download này. Đây, nó vẫn đang tiếp tục chạy nha. Chúng ta ấy, giữ nguyên như vậy, đừng ấn cái gì khác. Nếu mà máy các bạn không chịu được giống như kiểu máy mình, có thể đây là một phần phát sinh lỗi nhưng không sao. Ok, thì sau khi cài đặt xong á, tải về xong ấy, thì nó sẽ hiện ra phần cài đặt như thế này. Đó, các bạn hãy ấn tích vào xong bên này. Đó, đợi nó cài đặt. Rồi, cài đặt xong chúng ta tiến hành mở lên. Cái bước này mới là lâu này. Bước này là bước mà chúng ta lại phải đợi để nó cài cái nó sẽ giải nén thư mục game rất là lâu luôn. Ok, thì đây là sau khi mình đã cài đặt xong thì mình đã đăng nhập tài khoản và vào game. Sơ qua thì nó cũng không khác gì phiên bản của quốc tế cũng như là Việt Nam. Có điều đây là server của Hàn Quốc thôi. Đấy, có để lâu đi. À thôi cũng được, đấy. Đây này, mình đăng nhập xong nó sẽ như thế này. Đó, việc còn lại là các bạn chỉ cần start và chơi thôi. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu thấy thích thì để lại cho mình một like và một sub để mình có thêm động lực làm tiếp video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.